Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ứng dụng trong y học, đã có rất nhiều những phương pháp chữa bệnh mới cũng như các thiết bị hỗ trợ con người trong việc chăm sóc sức khỏe rất đáng quan tâm. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống. Phát triển thành công thực quản từ tế bào gốc, thực quản là một ống cơ bắp truyền thực phẩm từ miệng đến dạ dày nhưng nó có thể bị ảnh hưởng bởi các bệnh bẩm sinh, chẳng hạn như mất máu thực quản, hẹp hoặc dị dạng thực quản do so một đột biến di truyền. Ngoài ra thực quản có thể gây một số bệnh nguy hiểm như ung thư thực quản, trong ngược dạ dày thực quản. Đều cần những biện pháp điều trị tốt hơn. Các nhà khoa học đã sử dụng PSC cho cơ quan thực quản để thực hiện các thao tác chính xác theo từng bước các tín hiệu di truyền sinh hóa. Trong đó họ tập trung một phần vào gen SOX2 và protein liên quan để kích hoạt hoạt động thực quản khi chức năng của chúng bị gián đoạn. Máy trợ thính không dây điều chỉnh qua điện thoại. Máy trợ thính có tên Bo Hearing dành cho người từ 18 tuổi trở lên bị mất thính giác từ nhẹ đến trung bình. Máy trợ thính Boss không dây được gọi là máy trợ thính dẫn khí. Các thiết bị này chụp các rung động âm thanh thông qua một hoặc nhiều micro. Tín hiệu này sau đó được xử lý, khuếch đại và phát lại thông qua một tai nghe được đặt trong ống tai. Bệnh nhân có thể điều chỉnh máy trợ thính thông qua một ứng dụng trên điện thoại của họ. Công nghệ này cho phép người dùng tự chọn và cài đặt máy trợ thính. sỏi thận có thể hòa tan. Theo các nhà khoa học Mỹ, sỏi thận được tạo thành từ các lớp nano tinh thể hữu cơ, dầu chất khoáng và tuần hoàn hòa tan, chứ không phải được hình thành từ một chất gọi là calcium oxalate, không hòa tan trong thận như các kiến thức về sỏi thận hiện nay. Để khẳng định điều này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật quang học mới nhất để kiểm tra sự khoáng hóa trong cơ thể và kính hiển vi huỳnh quang tự động có quy mô nanomet siêu phân giải để nghiên cứu các lát sỏi thận ở độ phân giải 140 nanomet. Phân tích cho thấy sỏi thận được tạo thành từ các lớp nano tinh thể hữu cơ và dầu chất khoáng. Nghiên cứu cũng cho thấy sỏi thận trải qua nhiều lần giải thể khi chúng kết tinh và phát triển trong thận. Khám phá mới này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bước tiến điều trị sỏi thận bởi một ngày nào đó, người bệnh có thể được can thiệp để hòa tan hoàn toàn các viên sỏi ngay trong thận mà không phải trải qua một cuộc phẫu thuật để trị bệnh. Kính công nghệ cao đo được huyết áp, Mới đây, hãng công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft đã nghiên cứu và sản xuất thành công thiết bị theo dõi huyết áp có tên gọi Glabella là kính đi kèm với các cảm biến quang học được giấu bên trong khung kính. Các nhà nghiên cứu tại Microsoft đã phát triển kính Glabella với khả năng đo huyết áp thông qua 3 biến quang học và bộ gia tốc kế ba chục thường thấy trong điện thoại. Các cảm biến này sẽ đo sung nhịp tim tại 3 điểm trên đầu, sau đó tính toán thời gian tỷ lệ giữa các khu vực này và tim để đo huyết áp bằng cách đo các xung chuyển động hàng chục nghìn lần mỗi ngày, kính Clabella có thể đưa ra ước tính chính xác về huyết áp. Thuốc mới giúp cải thiện chứng rối loạn tâm thần. Nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry của các nhà khoa học Anh cho thấy cannabidiol giúp ngăn chặn hiệu quả các triệu chứng của rối loạn tâm thần bao gồm cả ảo giác ít nhất trong ngắn hạn. Để nghiên cứu ảnh hưởng của nó đối với rối loạn tâm thần, các nhà khoa học tại trường King's College London, Anh đã tiến hành thí nghiệm trên thanh niên bị mắc các triệu chứng rối loạn tâm thần. Những người này được chia thành hai nhóm, nhóm 1 cung cấp một liều cannabidiol 600 mg mỗi ngày, nhóm 2 dùng giả dược. Sau 3 giờ, các tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra liên quan đến bộ nhớ và não của họ được tiến hành quét MRI. Kết quả cho thấy, vùng não của những người nhóm 1 được bổ sung CBD có mức độ bất thường thấp hơn so với nhóm người dùng giả dược. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ truyền tới quý vị những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.